Nguyễn Thảo xin chào quý vị đang quay trở lại với phần 3 của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBC. Và đến với phần bình luận về những cổ phiếu nổi bật, xin mời quý vị hãy cùng gặp lại anh Lê Văn Cập đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào anh đã quay trở lại với phần 3 của chương trình ạ. Anh đến với phần bình luận về những cổ phiếu nổi bật thì anh có thể chia sẻ những diễn biến chính của cổ phiếu CAI của công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay ạ? Thì phiên hôm nay thì rõ ràng cổ phiếu CI thì trước khi để mình phân tích vào chính thì mình phải tổng quan về cổ phiếu này. Về cổ phiếu này thì vào lịch sử hình thành thì cũng khá là lâu, năm 2001. Thì đầu tiên nó là một tổ chức tài chính và xã hội hóa về cơ sở hạ tầng của thành phố Hồ Chí Minh. Và đến 2006 là cũng niêm yết tại sàn HOD với khối lượng niêm yết thì tầm 30 triệu cổ phiếu. Và giá đóng cửa ngày 18 tháng 5 năm 2006 thì tầm 50.000. Cho đến hôm nay sau thời gian kinh doanh thì vốn hóa của CI khá là lớn. Hiện tại cổ phiếu đang lưu hành tầm 246 triệu cổ phiếu. Và cổ phiếu đang niêm yết thì 249 triệu 800. Thì với vốn hóa hiện tại là tầm 9.000 tỷ. Và hiện tại CI cũng đã có 7 công ty con và 4 công ty liên kết trên toàn quốc là khá là lớn. Với những thông tin tích cực đó thì với kết quả doanh thu và lợi nhuận kế hoạch 2017 thì kế hoạch 2017 của CI này về lợi nhuận sau thuế thì tầm 1.430 tỷ. Nhưng mà trong 6 tháng vừa qua, CI cũng đã vượt kế hoạch trên 1.500 tỷ trong 6 tháng. Và EPS hiện tại thì CI hiện tại là gần tầm 9.000, BE thì tầm gần 4, book value hiện tại là 31. Thì với những thông tin tích cực về chỉ số, mã này thì hiện tại cổ phiếu này cũng đã đang đi giá trong dao động đi biên độ hẹp. Và tiếp theo kế hoạch sắp tới của CI là sẽ phát hành 123 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá bán là 15.000 đồng. Thì thu về, dự báo thu về tầm 1.800 tỷ mà phát hành cho cổ đông chiến lược tầm 17 triệu 700 thì với giá là trên 26.000 thì cũng thu về gần 600 tỷ. Thì với cái lượng phát hành đó thì tầm thu về cho CI cũng trên 2.200 để bổ sung vốn. Và một điều tích cực mới nữa là CI cũng phát hành cho trái phiếu không chuyển đổi tầm 300 tỷ. Với cái lãi suất thì tầm 10.5% một năm. Thì còn 3 triệu trái phiếu với giá là 100.000. Thì CI đã thành công với thương vụ này. Thì những điểm tích cực về cơ bản như vậy và cái giá về phân tích về kỹ thuật thì mục tiêu của CI là tầm 40.000 và cái vùng hỗ trợ của giá này thì còn 32.000. Thì hiện tại mặc dù có sự điều chỉnh nhất định trước đây mấy ngày thì CI cũng đã tăng, nhưng mà phiên hôm nay do điều chỉnh chung với thị trường cho nên CI nằm trong dao động hẹp, cho thấy nhà đầu tư theo dõi và gia tăng tỷ trọng trong thời gian sắp tới. Vậy thưa anh, còn diễn biến của cổ phiếu DBM Đạm Phú Mỹ thì trong phiên hôm nay có những cái điểm gì đặc biệt hay không ạ? Về cổ phiếu Đạm Phú Mỹ phiên hôm nay thì trước khi đã phân tích cổ phiếu này thì mình phải tổng quan cổ phiếu này. Cổ phiếu này thì từ cũng thành lập khá lâu, năm 2003. Thì nó là cũng tiền thân là cũng công ty cổ phần đạm và phân bón thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thì nó niêm yết năm 2007 thì với giá đóng cửa của Đạm Phú Mỹ là 95.000 với khối lượng niêm yết 380 triệu cổ phiếu. Và cho đến hôm nay năm 2017 thì vốn điều lệ của Đạm Phú Mỹ cũng không đáng kể, tăng không đáng kể và hiện tại là 391 triệu cổ phiếu. Thì mục đích tăng vốn này là chủ yếu là phát hành cho cán bộ công nhân viên. Thì với vốn hóa hiện tại và giá hiện tại thì Đạm Phú Mỹ là tầm 9.000 tỷ. Với những thông số, những thông tin cơ bản thì về nợ thì tổng nợ của Đạm Mỹ là tầm 2.200 và vốn chủ sở hữu tầm 8.000
58.200. Thì với cái book value thì tầm 20.000, EPS tầm 2.000, thì BE thì trên 10 nhưng mà cũng khá là hấp dẫn. Với những ngành phân bón mà được sự hỗ trợ của chính phủ và của Bộ Tài chính như vừa thông tin ở phần đầu, thì với những cổ phiếu này đảm bảo Mỹ giá hiện tại khá là hấp dẫn. Về phân tích về kỹ thuật thì những vùng giá, những vùng, những cái chỉ báo kỹ thuật như là MACD và trong ngắn hạn, dài hạn thì cái giá hiện tại thì đảm bảo Mỹ này có thể vượt qua. Thì cổ phiếu này mặc dù phiên hôm nay có sự rung lắc mạnh mẽ và đóng cửa là màu đỏ giảm nhẹ, nhưng về dài hạn thì nhà đầu tư nên quan tâm cổ phiếu này vì những chính sách của chính phủ cũng sẽ có hiệu lực sắp tới, nhất là về thuế tự vệ và về thuế giá trị gia tăng với ngành phân bón. Thì cổ phiếu này là cũng hàng đầu, một cái hàng đầu về trên thị trường và ngành phân bón, thì nhà đầu tư cũng nên quan tâm để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu này trong thời gian sắp tới. Và cái mục tiêu của giá đảm bảo Mỹ này thì tầm 32.000, và cái giá vùng hỗ trợ của nó là tầm 22.000. Thì vùng giá này thì cũng là khá hấp dẫn, khá tốt, nhà đầu tư nên xem xét và gia tăng tỷ trọng. Dạ, xin cảm ơn phần bình luận của anh ạ. Phần bình luận vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giờ Kết Sổ ngày hôm nay. Xin cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau.